Yamaha FZ150 Ấn Độ, làm nồi tại tiệm sửa xe khách. Xe này chạy dễ chuột nồi nha nè, nồi rất yếu ha. FZ150 nè. Anh em nào chạy FZ150 bị tuột nồi hao xăng, máy yếu, nóng máy cứ qua tiệm xe Khánh nè. Bên Khánh nhận làm nồi làm máy cho anh em. Bao mạnh bền bóc tiết kiệm xăng. FZ Ấn Độ nha anh em. Nhận làm tất cả các dòng FZ nha. FZ NS, FZ150. Thời gian làm nồi khoảng nửa tiếng tới một tiếng là xong anh em ha. Anh em ngồi chờ đợi lấy luôn. Anh em tới ngay chỗ địa chỉ 462-15, đường 3 tháng 2, phường 2, quận 10. Còn ở xa thì có thể liên hệ Khánh để gửi xe hoặc mua hàng. Số điện thoại Khánh 038-9910-535. Thì Khánh mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ nha nè. 8 giờ tới 5 giờ, tất cả ngày trong tuần. Yamaha FZ, làm full nồi Thái Lan anh em ha. Rồi, chào tất cả anh em.